khởi tố cựu lãnh đạo chi cục thuế gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Kính thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với hai cá nhân để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án tham nhũng liên quan ông Cầm Bá Xuân. Theo đó, các bị can gồm Nguyễn Chí Thành, 61 tuổi, nguyên phó trưởng chi cục thuế huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, và Vũ Ngọc Nam, 51 tuổi, nguyên chủ tịch xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào tháng 6 năm 2014, sau khi nhận được chỉ đạo của ông Cầm Bá Xuân, nguyên chủ tịch huyện Thường Xuân, bị can Thành đã ký biên bản kiểm tra, xác định giá chuyển mục đích sử dụng 5.000 m2 đất từ đất rừng sang đất ở nông thôn cho các ông Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình. Còn ông Vũ Ngọc Nam liên tiếp ký đóng dấu xác nhận vào các tờ trình, đề nghị thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và biên bản kiểm tra xác định giá đất để làm nghĩa vụ tài chính đối với 5.000 m2 đất nêu trên. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Thành và ông Nam đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định năm 2014, bị can Cầm Bá Xuân với vai trò là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch, ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã Ngọc Phục. Ngoài ra, bị can Xuân còn ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 5.000 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn, ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định. Hành vi này tạo điều kiện cho công dân xây dựng cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Khu cấp cứu bị làm phiền vì cuộc gọi lừa đảo con đi cấp cứu. Kính thưa quý vị, chạy hơn 30 cây số xuống khu cấp cứu bệnh viện mới biết mình bị lừa đảo. Có thời điểm, hàng chục phụ huynh tìm đến khu cấp cứu bệnh viện để hỏi thăm tình hình, đường dây nóng của bệnh viện cũng cháy máy vì các cuộc gọi lừa đảo con đi cấp cứu. 16 người hỏi thăm vì cuộc gọi lừa đảo. Đó là những tình huống xảy ra ở các bệnh viện khi vừa qua các cuộc gọi lừa đảo con đi cấp cứu lan đến Đà Nẵng. Bà TMD, phụ huynh có con đang học tại một trường tiểu học ở huyện Hòa Vang, hớt ha hớt hải chạy đến khu cấp cứu ở bệnh viện Đà Nẵng hỏi về tình hình sức khỏe của con trai mình. Đến nơi, bà gặp nhiều người khác có con đang học cấp tiểu học, đang cấp cứu chuẩn bị mổ. Tra trên máy tính, không thấy có tên bệnh nhân. Sau đó, số máy gọi thông báo con đi cấp cứu, tiếp tục gọi đến đề nghị chuyển tiền. Sau chuỗi các sự kiện, bà đêm mới biết mình bị lừa. Gọi điện cho cô giáo của con thì mới hay con vẫn đang ở trường. Tôi đang chạy xe trên đường thì có cuộc gọi tới. Trong điện thoại chỉ thông báo con gặp nạn, lại nghe tiếng xe cấp cứu nên tôi phóng luôn xuống đây chứ chưa kịp nghĩ gì. Trên đường xuống đây có thêm mấy cuộc gọi nhỡ, tôi tới bệnh viện nghe máy thì họ bảo chuyển tiền nên mới rõ là lừa đảo. Bà Đê nói, là phụ huynh ở trường vùng quê xã Hòa Phong, bà Đê bảo cuộc gọi nói phanh phách tên con, trường lớp của con và tên cô giáo chủ nhiệm nên không mảy may để ý. Hơn nữa, cuộc gọi đầu chỉ thông báo chứ không nói đến chuyện tiền nong nên bà mới bỏ việc chạy hơn 30 cây số xuống viện. Tiếp tục, trong nhiều ngày, có nhiều trường hợp phụ huynh chạy xuống bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện gia đình, bệnh viện Vinmec vì tin rằng con đang nằm cấp cứu ở đây. Những ngày qua, nhiều trường tiểu học ở Đà Nẵng cũng náo loạn vì những cuộc gọi lừa đảo. Như tại trường tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, có tới 1/2 phụ huynh của một lớp 3 nhận được cuộc gọi con đang cấp cứu, khiến phụ huynh một phen hết hồn. Cô Trần Thị Tường Vi, hiệu trưởng nhà trường cho biết, các đối tượng báo với phụ huynh con té ngã cầu thang, bị chấn thương sọ não, con đang chuyển vào bệnh viện gia đình, bệnh viện Đà Nẵng, v.v. và yêu cầu chuyển tiền gấp. Chúng tôi đã thông báo đến các phụ huynh nên may mắn chưa có trường hợp nào chuyển tiền. Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ loạt giải pháp cấp bách tháo gỡ cho đăng kiểm. Kính thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép áp dụng ngay một số quy định liên quan đến đăng kiểm viên, số lượng xe được kiểm định của đơn vị đăng kiểm nhằm nhanh chóng bù đắp năng lực kiểm định bị thiếu hụt hiện nay cho đến khi sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép áp dụng một số quy định như mỗi đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải bố trí một đăng kiểm viên bậc cao, mỗi dây chuyền kiểm định phải bố trí đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện được đầy đủ các công đoạn kiểm tra.
Việc áp dụng quy định mới này sẽ sử dụng khai thác tối đa được năng lực của các đơn vị đăng kiểm mà vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành, học viên phải có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên mới được cấp chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị giảm thời gian thực tập đối với các học viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế và đáp ứng được đầy đủ năng lực chuyên môn cho hoạt động kiểm định. Đối với học viên đã có kinh nghiệm trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô từ 36 tháng trở lên, từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, có xác nhận của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, thì thời gian thực tập tối thiểu tương ứng lần lượt là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Với trường hợp đăng kiểm viên bị thu hồi giấy chứng nhận, bao gồm các đăng kiểm viên đã nghỉ hưu theo chế độ, kiến nghị được đánh giá lại để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị không áp dụng quy định khống chế số lượng xe được cấp giấy chứng nhận kiểm định trong ngày, tính trong 8 giờ làm việc như hiện nay. Lý do được đưa ra là vì nội dung trên được xây dựng trên cơ sở thừa kế quy định từ hơn 10 năm trước. Tại thời điểm đó, chất lượng xe nói chung chưa cao và chưa đồng đều như hiện nay, nên thời gian để đăng kiểm viên kiểm tra xe sẽ phải kéo dài hơn. Cho phép xe quá hạn 15 ngày được đi đến nơi đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị cho phép các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ 1 tháng hoặc 3 tháng được hoạt động trở lại nếu đã đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Tờ trình của Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Chính phủ cho phép sử dụng lực lượng cán bộ kiểm định đã được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp chứng chỉ nghiệp vụ và được sử dụng như đăng kiểm viên xe cơ giới. Cơ sở vật chất của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia công tác kiểm định xe cơ giới tại các trung tâm đăng kiểm dân sự trong trường hợp cấp bách. Cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Cho phép các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng theo quy định và đáp ứng được các yêu cầu về trang thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được phép hoạt động kiểm định ô tô nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội phục vụ công tác kiểm định xe, góp phần giải tỏa ách tắc hoạt động kiểm định xe, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rà soát hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực kiểm định của Công an, quân đội để có thể huy động thực hiện kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp cấp bách nhằm khắc phục ngay tình trạng ùn tắc đăng kiểm phương tiện, phục vụ nhu cầu và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, kiểm tra các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, nếu đáp ứng quy định thì cấp phép hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các đơn vị này. Nghị quyết cần giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, theo trình tự, thủ tục rút gọn các quy định liên quan đến giá, phí, lệ phí dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo bù đắp đủ chi phí hoạt động kiểm định, góp phần hạn chế phát sinh các tiêu cực trong hoạt động kiểm định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.